xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Huy và Chơi. Yeah. Wow, chương trình món ngon cuối tuần chúng ta lại bắt đầu. Wow. Mày ta làm món gì ta? Chết cỡ rồi, nói là món ngon cuối tuần rồi mọi người chưa nhớ ta cái làm món gì hả? À, sáng nay tôi có làm món ngan. Bây giờ ta còn bộ lòng ngan. Ha. Lòng ngan ta làm gì nó ăn hay hay ta? Ok, tôi đang nghĩ ra rồi, tôi sẽ làm một món lòng ngan cực hay mà thực ra ít người biết đến. Sau đây các bạn hãy xem tôi làm món lòng ngan như thế nào. Xin mời. Nguyên liệu chúng ta gồm có một bộ lòng ngan tôi đã làm sạch sẽ và thái đây đầy đủ đây rồi. Và tiếp theo súp. Tiếp theo nữa đó là một chút mỡ để tôi làm. Và không thể thiếu một điều quan trọng của món lòng ngan chúng ta ngày hôm nay, đó là một quả ớt. Chúng tôi sẽ xào cùng món lòng ngan ngày hôm nay nhá. Các bạn hãy xem tôi chế biến thế nào nhá. Chị ơi. Vâng các bạn ơi, sau đây tôi sẽ xử lý quả ớt này như thế nào, các bạn hãy xem tôi nhá. Chị ơi. Wow, của chúng ta to quá ta. Tôi sẽ chế biến quả ớt này theo hai phong cách. Các bạn có thấy ngon không các bạn? Và tôi chế biến cái tôi sẽ thiết kế quả ớt nửa ớt thứ hai của tôi theo phong cách tiếp theo. Các bạn hãy xem là nó có hay không ta. Đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên. Ta cho mỡ vô các bạn nhé. Trong tất cả các món xào nấu thì chúng ta dùng mỡ thì sẽ ngon hơn là dùng dầu ăn. Và trong gia vị của chúng ta không thể thiếu đó là món hành khô các bạn nhé. Tiếp theo đó là một chút nước mắm nha, để chúng ta xào nó sẽ thơm hơn các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ chế biến cho các bạn xem nó như thế nào. Xin mời. Chúng ta để cho mỡ ra. Khi mỡ chúng ta đã già rồi, chúng ta sẽ cho hành vào. Hành khô là một món gia vị mà tôi nghĩ là trong nhiều món ăn là không thể thiếu được các bạn ạ. Vì hành khô là tạo cho ông ta một vị thơm rất là hay, ngon và hợp với rất nhiều món ăn. Gần như là món ăn nào cũng có thể cho hành khô vào được. Các bạn có thấy tuyệt vời không? Chúng
ra cho một chút nước mắm. Các bạn đã thấy thơm dần chưa? Sau đó chúng ta sẽ cho lòng ngan vào, chúng ta đảo lên, chúng ta nhớ đảo đều kéo cháy các bạn nhé. Sau khi chúng ta làm nát thì chúng ta cho thêm một chút nước vào. Để nhằm mục đích là nó không bị khô quá dẫn đến là bị cháy các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta có thể cho thêm một chút súp. Chúng ta tiếp tục đảo đều. Và các bạn ơi, cái món của tôi đã bắt đầu chín rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ cho ớt và chúng ta xào nhé. Chúng ta hãy đảo đều. Các bạn ơi, món của tôi đã chín rồi. Và bây giờ đến bước tiếp theo là chúng ta cho hành hoa vô nhá. Và chúng ta bắt ra nhá. Và chúng ta bắt ra. Các bạn ơi, món của tôi đã xong rồi, các bạn thấy thế nào ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Wow, rất là ngon. Tôi sẽ cho các bạn xem nó như thế nào nhá. Rất tuyệt vời. Vâng, các bạn ơi, chương trình của tôi đã xong, các bạn thấy thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Chúc mừng. Vâng, món ngon cuối tuần của tôi rất ngon, rất tuyệt vời, rất dễ làm. Và các bạn thấy đấy, tôi cũng không
không còn gì tả hơn. Vâng, chương trình của tôi đến đây hết. Các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh cho tôi nhá, để tôi lại có những video mới, những chương trình mới và có những món ngon mới để đem đến cho quý bạn thưởng thức. Các bạn thấy thế nào? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.